hôm nay mình về được số đồ zin là số đồ toàn nha anh em, mình quay lên cho anh em xem nha. Anh em nào cần món nào cứ alo liên hệ mình nha. Đây, trước tiên mình sẽ quay cho anh em là bộ bát sườn 4 món zin rất xe nha anh em, chạy chỉ. Đây nước sơn zin chạy chỉ. Đó. 4 món này là được gớt lên một chiếc sườn lốc zin nên cái màu nó thì anh em khỏi phải lo rồi, một màu một. Đây. Cái bắp bên đây nè, nó chạy chỉ nè. Chỉ nó chạy rất là nhiều nha anh em. Cái nào cũng có chạy chỉ ha. Miếng này chạy mới nhiều nè. Mình quay mặt trong mặt ngoài gì nữa nó rất là đẹp nè anh em. Mặt trong thì càng chạy chỉ càng nhiều. 4 món. Là cái bắp bên đây. Bên bắp cái bô nè anh em. Này nó còn luôn cái xì tớp lò xo hẳn băng luôn nè. Mới gớt xe ra lần đầu luôn nha. Này mình bao hoạt động bình thường nha anh em. Đó. Dây cộ rồi rất là mới. Cái này mình không bán lẻ nha anh em, này là bán bộ 4 món nha anh em. Đây 4 món như hình. Nước sơn zin chạy chỉ. Anh em có bị mòn cao su thì đây có cao su zin của nó luôn nha anh em. À. Cái này cao su lâu quá nó bị hư rồi. Đây đây, cao su zin. Lên móc luôn anh em ơi. Hoàn toàn. Này. Chẳng nhau là bao đẹp, bao khích. Cái này thì bên đây. Rồi, 4 bát sườn. Và bên đây có tem nè anh em. Tem zin của đời 99 nha anh em. Nó tồn kho rất là nhiều năm nên anh em thấy không? Mũ bây giờ nó đã mục luôn rồi. Đúng hàng thì mũ tồn lâu quá thì nó mục gì nè. Tem đã ngã xuống màu vàng. Này thì mình có 3 mẫu anh em. Viền xanh. Viền tím. Viền bạc. Rồi cho anh em có nhiều sự lựa chọn thì mình có 3 mẫu. Cái đây thì có một cái cuộn lửa. Cuộn lửa này rất xe hùng nha anh em. Nè chấm sơn nè. Nó còn hai cái chấm sơn màu luôn, dây điện dẻo dẻo luôn. Cái bát bắt còn nữa nè. Cao su có số. Nè, cao su zin nó có số ngay này nè. Cuộn kích. Nói chung là ốc này chưa có mở con nào nha anh em, nguyên thủy hết. Nè chỉ dấu chấm sơn còn luôn. Cái mực mà xưa nó còn sống 11 ngay đây luôn. Lửa đen sầu. Nó hàng gớt xe mà còn đẹp gì thì quá ok nha anh em. Đó, cái này mình bán lẻ cuộn lửa không gì nha anh em. Này là nó còn mới nha anh em, rất là mới nên đèn anh em khỏi phải lo đèn tối nè, rất là sáng và kích rất là mạnh, đi quýnh lửa chuẩn. Bên đây thì có một cái nắp lồng, mình bán lẻ cái nắp lồng này, anh em nào mua thì mình bán HDSB đúng đề xì bò. HDSB 1/2 có bông mai. Anh em nào mà mua chung cái lồng này thì mình vẫn bán chung nha anh em, tại nó về nguyên bộ. Cái lồng còn đáp 99. Cái này là code 1 nha anh em, 025 code 1. Hai sơ mi zin. Hai sơ mi lỗ bô zin chưa đóng lần nào hết. Chữ nằm sát mí. Đó. Đáp còn là hai bên luôn. Đây. Này là bao im cho anh em nha, bê tông không lắc, bao im, sơ mi zin có ngạnh. Đây là cái đầu của nó. Hai mốt d 7x đúng đầu xì bo. Đây, đầu lòng anh em là mua đầu bán đầu nghe, mua lòng ấy. Rồi đây là hai cái nắp nhớt nha anh em, hai nắp nhớt zin
găng cỏ đầy đủ. Coi xăng 110, coi xăng 120. Như là hàng ghim hết nha nè. Nhìn cái chấm sơn nè. Bơm nhớt 21D. Hàng zin. Hai con ốc cản. Ốc tăng chỉnh nhớt. Cục canh đùm. Ba cốt các máy. Số 9 nha nè. Cốt tán. Nhưng mà xây dựng thì cũng có hơi nhăm nhăm xét xét nhẹ nhẹ ở trong nha nè. Cái này ở trong thì mình chỉ cần chất lượng thôi. Siết cứng là lụm, không rung máy. 4 con ốc. Cộng 1 cộng dây mát. 4 con ốc bắt co xăng nghe nè. Đây, một màu một. Cộng dây mát bắt vô đây nè. 4 con với cộng dây mát. Còn đây thì mấy cái lò xo, mấy lò xo cái ống hút xăng với cái ống xăng. Từ bình xăng lớn xuống bình xăng con nghe nè. Đây thì có bộ nồi thiếp. Nồi rất xe nghe nè. Bộ nồi này đẹp dữ lắm. Chấm sơn còn nè. Mấy cái mặt chỉ tên dân số còn này nè. Rất là đẹp. Cặp này chấm sơn màu xanh còn của nó luôn. Đát còn luôn nghe nè. Nè quay bên đây cho anh em xem nè. Đó cái độ nhâm của nó nè. Rất là ít. Nó vừa mới ve nhẹ vô thôi. Đậu gơ nữa. Nhẹ và dẻo. Nồi này bán bao im bao giọng thú cho anh em nha. Cái này đẹp lắm còn đáp luôn nha anh em. Nè 421D. Cặp gù. Cặp gù zin nha anh em. Hàng chưa xài. Dù của nó vuông nghe anh em, ốc ba ke. Rất là nặng, ở trong có cục chì nữa. Cục sạc rất xe. Còn rất là đẹp nha. Chấm sơn còn. Ở bên đây có hàng tồn thì có hai cái báo xăng. Một cái báo xăng đời 98 nè. Một cái 99. Hai cao su nhô cao lên. Logo. Logo các đời nha nè. Chữ là chữ nổi nha. Báo nhớt. Báo nhớt còn. Hàng da băng chưa xài luôn nè. Hàng này giờ hụt về hiếm nghe nè. Anh em gắn vô là không nó lên nhớt rất là chuẩn nha, hết nhớt sẽ báo rất là chuẩn. Và không có bị xì ngay chỗ cái bình nhớt pha của mình nha. Một cái bơm nhớt 21D1 chưa xài luôn nha nè. 21D1. Hàng này giờ cũng rất là ít nha. Bên đây thì có hai cái ống tiêu nha nè. Đây, một cái ống tiêu đề 2000 đầu cập rất là nhiều. Nè zin nó có 4 ngắn nha nè, 1 2 3 4. Mỗi hàng zin. Đầu gù rất là cao. Và một cái ống 99 tồn kho chưa xài. Hàng này thì bao đẹp. Hàng này lâu dữ lắm mới có được một cây nè. Đặt cũng lâu dữ lắm rồi. Đặt chủ yếu về trưng bày nhiều. Còn mấy đồ bếp mình hay trưng á anh em. Để lâu ra ngắm. Con ốc, có con ốc zin luôn nè. 1 2 3 4. Đó, đúng ngắn. Cây này thì rất là đẹp nha nè. Nè,
quay vô đây có chạy chỉ luôn nè, không lâu quá là chạy chỉ luôn, có sân gym. Mình lấy con ốc ra, ốc này lâu quá dính trong cái tiêu luôn nè, có luôn cao su luôn. Cái cây 2000 cái đồng nó gù hơn nè. Cây này là gớt xe, cây này chưa xài vậy nè. Hai cây là độ dài như nhau nha. Một cái đồng hồ 99 tồn kho chưa xài. Đây. Chữ nhỏ nè nghe nè. Hàng này thuộc về hàng hiếm à. Cái này anh em về xài mình lọc miếng keo ra, nó còn miếng keo zin nó chưa lọc ra luôn nè. Đây là full hộp, full hộp có hộp còn đầy đủ của nó nè, đúng mã nha anh em, đúng mã đầy 99. Cái bên đây mình có một cái đồng hồ 99 xài rồi 39.000, hai kim lên mở gà luôn nha anh em. Đát còn luôn nè, 2 số 9, mấy cái băng keo zin nè, mấy ốc này chưa háo ra lần nào nghe nè, đát còn rất là đẹp nè, mấy dây điện nè rất là đẹp, bao lên ok hết nha anh em. Kế tiếp đi, bên đây có cái học bình, học bình zin cao su điện có, chữ có nè, cao su này ngay chỗ cái nắp châm nhớt này nè, để cho nó ôm vô đỡ có tàn nhớt khi nằm đây. Một cặp bánh có má đùm đầy đủ hết, càng cốt. Hai cái này của nó là một màu một nha nè, nước sơn zin. Cặp bánh này nè, má đùm tây ba gạch ba bông mai, cầm thì xuống màu chì hết nha nè, rất là đẹp nè, không mục lũng gì hết, lỗ dồi thường thường cánh xe sau nó hay mục cái lỗ dồi này nè. Bên trong thì đã được sơn lại hết rồi nha anh em. Này giờ anh em chỉ vô vỏ là gắn vô xài thôi. Cái má đùm này kèm theo bộ bánh luôn nha anh em. Đây. Đó, đầy đủ gì cho anh em mình lên chiếc xe nó sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều nha. Rồi đi. Thì mình xin nói chung là giờ đồ còn nhiều lắm anh em ơi, thì mình quay chi tiết một số đồ nữa nghe, là mình kết thúc clip nên hôm sau mình sẽ lên tiếp nha. Đây sẽ có một cặp bát gắt chân tồn kho, cái xe nào nó bị nghiêng về lại anh em vô cái bát này rất là dày nè, đúng hàng zin xì bo nha nè, tem còn đầy đủ hết nè, hai bên và cao su luôn, đồ có cao su luôn, cao su zin này nè, cao su zin này rất là bóng nha, đó. Cái này chưa xé bịch luôn nè, anh em thấy không, hàng nó tồn lại rất là nhiều năm, cái này xé bịch rồi, rất là dẻo nha nè, hàng zin của nó là tân lụi, dưới đây không có chữ số đây nè. Đây nè, mà nó bóng nha, cái đúng hàng của nó. Ngày vô đây một cặp thì rất là ngon nghe nè. Đây bên này chi tiết luôn, chỉ thì nó chạy nè, để heo nhiều năm tháng thì nó lên chỉ luôn nè,
bát vậy giờ này cũng rất là ít nha nè. Đây thì có mấy cái tay dên zin nè, anh em nào bị kêu cái dên muốn ép lại thì mình cũng có bán cái tay nè, nè tay đúng 23 luôn, tay dên zin bên sườn, sườn rất xe này bao đẹp nha nè, này bán nguyên cục nha nè, sát bằng T1 25. Có được cái nắp xăng, nắp xăng zin 21D11, này cặp kiến, kiến được hàng linh kiện nha nè. Không đúng hàng zin, đây là hàng linh kiện nè, nó mo vô nè, nên là cần thì liên hệ chấp cầm. Có tay e đầy đủ luôn anh, chữ nè còn khá đẹp nè, không đầy đủ này, trước khi giao cho anh em mình sẽ thử hoạt động ok hết rồi mới giao nha nè. Xi nhan này còn cắt á, đây thì có đủ thể loại luôn nha, chưa soạn ra kịp nữa. Mình lò xo nè, lò xo chống đứng, lò xo zin, bát nè, cái bát này là cái bát Bắc Yên zin nè, có móc nè, cùi tay con nè, zin nè, chữ S cao nè, ốc đồ còn luôn nè, bát nẹ nè, cốc công tơ mét nè. Đó, hàng có chữ số đầy đủ nha anh em, bao nhẹ. Cao su hùng xăng nè. Zin là có số nè anh em. Hai góc trắng 3 số 7 nè. Bắt trắng 3 buộc nha. Cặp ốc số 11 này là bắt heo dầu đẻ nè, còn chấm sơn luôn nè. Đây thì có mấy cái cốt. Cốt bắt cần thắng nha anh em, hàng zin là có chấm nè. Nè bắt cần thắng này nè. Đó. Cổ dê nè. Cổ này để bắt bô nghe vô nghe nè. Có số 50 nè. Đúng hàng nha anh em. Đây có bán mấy cái bắt thắng nè. Đó, bắt thắng có số nè. Thắng sao nha anh em. Chữ già. Già này có mấy cái lưỡi già đẹp lắm vậy nè, hàng mới về, hàng này gớt xe nè, còn vàng tươi luôn. Hôm qua lên list có mấy cái gớt xe cũng quá đẹp, anh em chốt hết nè. Đây nè, mấy cái này thuộc về dạng vip nè, nó khích nè, nó khích gịch nha, nó sẽ mới giữ ganh ti rồi mình lên ga nó mới ngọt ngon được nha nè, nó không có hở cái nào nha, đó. Nó tắn nè. Anh em nhìn cái độ tắn của cái phíp lưỡi gà là biết nó ít chạy à. À, với cái này nè, nó còn tắn tươi. Rất là đẹp. Nhìn cái mặt vàng. Rồi thì mình lên trước cho anh em một số đồ vậy đi, rồi anh em nào cần cái gì cứ liên hệ mình nha. Tại vì xong cái này mình sẽ soạn cho anh em lên thêm một số đồ nữa nha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả anh em hôm qua đã tự ủng hộ rất nhiều nha anh em. Anh em cần phụ tùng cái alo liên hệ mình. Rồi chào nha.